Hoàng Anh xin kính chào và cảm ơn quý vị cùng đến theo dõi bản tin sáng của ngày 9 tháng 2. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới do tạp chí Culture Magazine thực hiện. Phần tin quốc tế sẽ có những tin tức nổi bật sau đây. Hơn 15.000 người chết trong động đất Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Tình trạng thiếu thuốc kháng sinh tại châu Âu có thể trở nên nghiêm trọng hơn. Nga sắp mở đợt tấn công lớn tại Ukraine. Nga bổ sung 77 công dân Mỹ vào danh sách trừng phạt. Hạ viện Mỹ phê chuẩn dự luật bỏ chứng nhận tiêm vaccine với du khách. Cùng một số tin tức đáng chú ý khác, tất cả sẽ có trong phần tin chi tiết ngay sau đây. Thưa quý vị, số người chết trong trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã tăng lên hơn 15.000 người. Cứu hộ đang chạy đua với thời gian tìm người sống sót còn mắc kẹt. Giới chức và nhân viên y tế cho biết số người chết do động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã lần lượt tăng lên là 12.391 người và 2.992 người. Lực lượng cứu hộ vẫn đang đào bới các đống đổ nát sau trận động đất mạnh 7,8 độ Richter xảy ra vào sáng sớm 6 tháng 2 để tìm kiếm người sống sót. Thảm họa đã sang phẳng hàng ngàn tòa nhà và hiện chưa rõ số người còn bị mắc kẹt. Trong khi nỗ lực cứu hộ gặp khó khăn do thời tiết băng giá, những người sống sót không có đủ thực phẩm và nơi trú ẩn, một số người còn bất lực nghe thân nhân mình kêu cứu rồi dần im lặng. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 8 tháng 2 đã tới địa điểm xảy ra trận động đất ăn ủi người dân trong liều tạm tại Karaman Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ ước tính khoảng 13,5 triệu người tại khu vực trải dài 450 km từ Adana ở phía Tây đến Diyarbakir ở phía Đông bị ảnh hưởng bởi động đất. Ankara đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 3 tháng với 10 tỉnh để đẩy nhanh các nỗ lực ứng phó. Tại Syria, truyền thông quốc gia ước tính hơn 298.000 người mất nhà cửa sau trận động đất và đã mở 180 điểm trú ẩn, dường như chỉ đề cập đến vùng Damascus kiểm soát. Những người sống sót tại một số khu vực nói họ cảm thấy đơn độc trong nỗ lực ứng phó thảm họa. Ủy ban châu Âu ngày 8 tháng 2 cho biết Syria đã lần đầu tiên đề nghị Liên minh châu Âu hỗ trợ Liên minh châu Âu đã thông báo sẽ cung cấp thêm viện trợ nhân đạo khẩn cấp trị giá 6,5 triệu euro, tức là 7 triệu đô la Mỹ, cho cả Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria là một trong những khu vực động đất hoạt động mạnh nhất thế giới. Trận động đất ngày 6 tháng 2 là trận động đất mạnh nhất Thổ Nhĩ Kỳ từng trải qua kể từ thảm họa cướp đi sinh mạng của 33.000 người năm 1939. Tình trạng thiếu thuốc tại châu Âu có thể trở nên nghiêm trọng hơn Tình hình tại châu Âu đang ngày càng trở nên đặc biệt nghiêm trọng khi nhiều nước trên thế giới công bố tình trạng thiếu thuốc kháng sinh. Trong bối cảnh các bệnh đường hô hấp lại xuất hiện sau khi các hạn chế nhằm kiểm soát đại dịch COVID-19 được dỡ bỏ. Việc nhiều hãng dược tại châu Âu cho biết họ không sẵn sàng tăng công suất sản xuất do tác động từ cuộc xung đột tại Ukraine đã khiến chi phí tăng với mọi thứ. Từ năng lượng cho các nhà máy đến giấy bì để đóng cói hay nhôm để bọc lọ thuốc khiến tình trạng thiếu thuốc có thể còn nghiêm trọng hơn nữa. Theo 13 hãng dược và 6 hiệp hội doanh nghiệp sản xuất thuốc, cung dòng và các hiệp đoàn, nhiều hãng đang gặp khó khăn trong việc huy động đủ vốn để bảo đảm việc sản xuất kháng sinh, chưa kể là việc tăng sản lượng. Tổng giám đốc nhóm vận động có tên là thuốc cho châu Âu là Adrian Vanderhoven cho biết, không thể duy trì giá bán dưới mức trần khi mọi chi phí sản xuất, logistics và chi phí theo quy định đang tăng ở mức hai con số trở lên. Theo nhóm thuốc cho châu Âu, hiện thuốc cùng dòng chiếm khoảng 70% tổng số thuốc được phân phối ở châu Âu, nhưng chỉ nhận được 29% trong số tiền mà các cơ quan y tế quốc gia chi cho thuốc. Cơ quan quản lý dược phẩm châu Âu và Ủy ban châu Âu đã nhiều lần làm việc với các hãng dược và các nghiệp đoàn kể từ tình trạng thiếu thuốc được đề cập tới lần đầu tiên vào tháng 10 năm 2022, nhưng chưa có hành động đáng kể nào được thông báo. Giám đốc phụ trách y tế của Cơ quan quản lý dược phẩm châu Âu cho biết các thuốc thay thế có thể tạm thời được sử dụng khi thiếu thuốc Amoxicillin. Ủy ban Châu Âu dự kiến sẽ thảo luận về những sửa đổi đối với luật dược phẩm vào tháng 3. Nga sắp mở đợt tấn công lớn tại Ukraine. Ukraine cho rằng Nga sẽ phát động một chiến dịch tấn công lớn trong những tuần tới với sự tham gia của hàng chục ngàn binh lính mới được huy động. Giám đốc An ninh quốc gia Ukraine là Oleksiy Danilov cho hay Điện Kremlin có kế hoạch triển khai đợt tấn công mới vào khu vực phía đông Kharkiv hoặc là phía nam Zaporizhia. Ông Danilov cho biết các lực lượng Nga đang thăm dò hệ thống phòng thủ của Kiev ở Zaporizhia do Nga chiếm đóng một phần. Một phần của cây cầu trên đất liền do Moscow kiểm soát giữa miền đông Ukraine và Crimea trên bờ biển phía nam Biển Đen. Bộ Ngoại giao Nga ngày 8 tháng 2 đã cảnh báo Mỹ đã phát động một cuộc chiến hỗn hợp và đang đặt hai quốc gia hạt nhân trước nguy cơ xung đột trực tiếp. Moscow cho rằng những yêu cầu của Washington về việc thanh tra hạt nhân ở Nga là vô nghĩa và cáo buộc Mỹ hỗ trợ Ukraine tấn công các lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga. Cáo buộc trên một phần trong các bình luận công khai của Bộ Ngoại giao Nga về tình trạng của Hiệp ước New START, thỏa thuận cuối cùng còn lại giữa Mỹ và Nga về cắt giảm vũ khí hạt nhân. Theo truyền thông Mỹ, Bộ Ngoại giao đã thông báo cho quốc hội vào tuần trước rằng Moscow không tuân thủ hiệp ước và từ chối tạo điều kiện cho các cuộc thanh tra trên lãnh thổ Nga. Bộ Ngoại giao Nga cho rằng cáo buộc của Mỹ là không đúng, vì hiệp ước cho phép đình chỉ hoạt động thanh tra. Mỹ là bên đã ngăn chặn các giám sát viên Nga thực hiện công việc của họ ở nước Mỹ trước. Theo Moscow, điều đó tạo ra những lợi ích đơn phương rõ ràng cho Mỹ và khiến Nga phải đáp trả. Hôm 8 tháng 2, Bộ Ngoại giao Nga đã bổ sung 77 công dân Mỹ vào danh sách trừng phạt với biện pháp cấm nhập cảnh vĩnh viễn vào Liên bang Nga. Theo Bộ Ngoại giao Nga, nhằm đáp trả việc Mỹ tiếp tục đưa các công dân Nga vào danh sách trừng phạt, Nga đã mở rộng trừng phạt đối với công dân Mỹ. Danh sách trừng phạt lần này gồm các công dân Mỹ đứng đầu các cơ quan chính phủ ở các bang, một số cơ quan liên bang cũng như là các công ty liên quan đến việc cung cấp vũ khí cho chính quyền Ukraine. Bộ Ngoại giao Nga khẳng định các biện pháp trừng phạt không chỉ ảnh hưởng đến các chính trị gia mà còn quan chức liên quan đến việc hình thành và thực hiện đường lối chống Nga, mà còn ảnh hưởng đến một số thành viên trong gia đình của họ. Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng bất kỳ hành động chống Nga nào cũng sẽ bị đáp trả tương xứng. Hạ viện Mỹ đã phê chuẩn dự luật bỏ chứng nhận tiêm vaccine với du khách với 227 phiếu ủng hộ và 201 phiếu chống. Hạ viện Mỹ ngày 8 tháng 2 đã bỏ phiếu thông qua dự luật ngưng áp dụng quy định phải có chứng nhận tiêm vaccine phòng COVID-19 được áp dụng với hầu hết du khách nước ngoài tới nước này bằng đường hàng không là một trong số ít hạn chế đi lại do đại dịch hiện vẫn được nhà chức trách Mỹ áp dụng. Tháng 6 năm 2022, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã dỡ bỏ quy định những người đến Mỹ bằng đường hàng không phải có chứng nhận xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 nhưng không dỡ bỏ yêu cầu tiêm chủng của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) đối với hầu hết du khách nước ngoài. Tòa bạch ốc ngày 7 tháng 2 đã bày tỏ phản đối dự luật trên, cho rằng yêu cầu tiêm vaccine đã cho phép nhiều người trên toàn cầu có cơ hội đoàn tụ, trong khi giảm thiểu sự lây lan của COVID-19 cũng như là gánh nặng mà nó gây ra cho hệ thống chăm sóc sức khỏe ở Mỹ. Trước đó, tòa bạch ốc đã thông báo kế hoạch chấm dứt tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng với COVID-19 vào ngày 11 tháng 5 tới trong cuộc bỏ phiếu vừa qua, trong khi tất cả các thành viên Cộng hòa tại Hạ viện ủng hộ dự luật, thì đã có 7 hạ nghị sĩ Dân chủ quay sang ủng hộ đề xuất này. Hiện chưa rõ Thượng viện Mỹ do đảng Dân chủ kiểm soát có thông qua dự luật này hay không. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 8 tháng 2 cũng cho biết, ông không tin rằng nền kinh tế Mỹ sẽ rơi vào suy thoái trong năm nay hoặc là năm tới. Trả lời phỏng vấn trên chương trình truyền hình PBS, khi được hỏi liệu ông có nghĩ rằng sẽ có suy thoái trong năm nay hay không? Tổng thống Joe Biden đã khẳng định, "Không, hay kể cả là năm sau." Kể từ thời điểm tôi đắc cử, có bao nhiêu chuyên gia mà đã dự đoán trong vòng 6 tháng tới sẽ có nguy cơ suy thoái kinh tế?" Ông hỏi. "Trong nhiều tháng qua, các nhà kinh tế đã cảnh báo về một cuộc suy thoái có thể xảy ra khi ngân hàng dự trữ liên bang Mỹ tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát, vốn đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ. Bản thân tổng thống Biden từng nói rằng suy thoái kinh tế có thể xảy ra." Nhưng đầu tuần này, ông nói với các phóng viên rằng rủi ro là rất thấp. Nhìn chung, dữ liệu kinh tế trong những tháng gần đây đã chuyển biến theo hướng tích cực hơn. Sau thời gian lạm phát tăng vọt lên mức cao nhất trong 40 năm vào mùa hè năm ngoái và các báo cáo của chính phủ cho thấy nền kinh tế Mỹ có thể đang rơi vào suy thoái. Tuy nhiên, số lượng việc làm tăng mạnh vào tuần trước, bất chấp tình trạng sa thải nhân viên trong lĩnh vực công nghệ cũng như là trong các lĩnh vực nhạy cảm với lãi suất như là địa ốc và tài chính đã dội một cáo nước lạnh vào kỳ vọng của thị trường rằng Ngân hàng Trung ương Mỹ sắp tạm dừng chu kỳ thắt chặt chính sách tiền tệ. Thưa quý vị, nguy cơ lũ lụt trên toàn cầu do băng tan. 15 triệu người ở những vùng núi cao có thể rơi vào nguy cơ lũ lụt. Nguyên nhân là do nhiệt độ gia tăng kéo theo các sông băng trên trái đất tan chảy. Đây là kết luận được các nhà khoa học New Zealand đưa ra trong nghiên cứu đăng tải trên tạp chí Nature. Theo nghiên cứu, các hồ băng tan này là mối nguy hiểm tự nhiên lớn cho người dân sinh sống ở Hạ lưu do lũ lụt có thể xảy ra bất ngờ khi đập tự nhiên bị vỡ. Nghiên cứu chỉ ra rằng những người sinh sống ở vùng núi cao châu Á và dãy Andes ở Nam Mỹ đối mặt với nguy cơ này cao nhất. Kể từ năm 1990, số lượng và kích thước các hồ băng tan đã tăng nhanh và hiện 15 triệu người trên thế giới có nguy cơ chịu tác động từ lũ lụt từ các hồ băng tan. Cả khổng lồ thương mại điện tử ib đã công bố quyết định sa thải khoảng 4% lực lượng lao động trên toàn cầu. Như vậy thì 500 người trên khắp thế giới sẽ mất việc làm. Tình hình thị trường việc làm trong lĩnh vực công nghệ tiếp tục mang đến những tin tức khó khăn cho người lao động. ib là sàn mua bán thương mại điện tử được thành lập năm 1995, có trụ sở chính tại California của Hoa Kỳ. Nền tảng ib bán rất nhiều loại sản phẩm, từ hàng điện tử, tiêu dùng và hàng thời trang đến các sản phẩm gia dụng và quà tặng. nhà sản xuất xe điện Việt Nam VinFast cũng đang cắt giảm nhân lực tại Mỹ, theo Reuters. Đợt cắt giảm diễn ra giữa lúc công ty tái cấu trúc ở thị trường nước ngoài và chật vật với lô hàng đầu tiên đang bị đình trệ cũng như là chuẩn bị cho việc niêm yết cổ phiếu. Công ty Việt Nam, một công ty con của tập đoàn Vingroup JSC, đang tiến tới mở rộng hoạt động tại Hoa Kỳ với hy vọng là sẽ cạnh tranh được với các nhà sản xuất xa hơi hiện có. Người phát ngôn của VinFast cho biết sẽ không giảm số lượng nhân viên ở Việt Nam, nơi mà hầu hết nhân viên công ty đang làm việc. Cả nhà máy và hoạt động kỹ thuật cũng đặt ở đây. Hiện chưa rõ có bao nhiêu người sẽ bị ảnh hưởng từ việc tái cấu trúc ở Hoa Kỳ. VinFast cho biết họ đã tuyển 150 người ở Hoa Kỳ. Nhiều người đảm nhận vai trò bán hàng, hỗ trợ và phân phối như một phần của mô hình bỏ qua các đại lý truyền thống. Công ty này bắt đầu đi vào hoạt động vào năm 2019 Tuần rồi, VinFast cho biết họ sẽ hoãn lại đợt giao hàng đầu tiên đến Hoa Kỳ đến nửa cuối tháng 2. Vào cuối tháng 1, VinFast nói họ đang hợp nhất các hoạt động tại Hoa Kỳ và Canada thành một đơn vị kinh doanh duy nhất. Cấp quản lý của VinFast đã nhận yêu cầu chuẩn bị các danh sách có thể cắt giảm tới 30% nhân viên trong các hoạt động của trụ sở chính tại Việt Nam để người sáng lập kiêm chủ tịch của công ty Phạm Nhật Vượng xem xét vào thứ hai. Theo hai người thông thạo về các cuộc thảo luận cho biết, VinFast đã mở rộng nhân sự trong vài năm qua khi nhắm mục tiêu tăng trưởng thị trường xe điện ở châu Âu và Bắc Mỹ. Công ty đang chờ phê duyệt theo quy định để bắt đầu xây dựng nhà máy lắp ráp xe trị giá 4 tỷ đô la Mỹ ở Bắc Carolina. Ban đầu, họ đặt mục tiêu bắt đầu sản xuất ở đây vào năm tới. VinFast cho biết vào tháng 12, công ty đã làm hồ sơ phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu IPO để lên sàn Nasdaq với mã là VFS để huy động vốn cho việc mở rộng hoạt động. VinFast đang tìm cách cạnh tranh với các nhà sản xuất xe hơi lâu đời. Vào thời điểm mà các nhà sản xuất xe hơi lớn dẫn đầu là Tesla đang giảm giá và tìm cách tận dụng các khoản tính thuế mới cho các mẫu xe đủ tiêu chuẩn tại Mỹ. Xe của VinFast không được hưởng khoảng 7.500 đô la Mỹ tính thuế tại Mỹ do không phải loại sản xuất ở Bắc Mỹ. Truyền thông nước Úc mới đây dẫn nguồn tin từ các cơ quan của chính phủ nước này cho biết có ít nhất 913 camera, hệ thống liên lạc nội bộ, máy ghi hình của Trung Quốc đang được lắp đặt tại 250 địa điểm tại Úc, trong đó có các tòa nhà của Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao và Bộ Tư pháp. Cụ thể các thiết bị này là của công ty Hikvision và Dua của Trung Quốc. Truyền thông Úc cho hay Công ty Hikvision và Dua là những công ty hàng đầu thế giới về cung cấp công nghệ giám sát hình ảnh và trí tuệ nhân tạo. Truyền thông Úc cho biết, vào năm ngoái, Anh và Mỹ đã ban hành lệnh cấm hoặc là hạn chế việc lắp đặt các thiết bị của hai công ty này tại các cơ quan của chính phủ do lo ngại về vấn đề an ninh. Đối với Úc, truyền thông nước này cho biết, đến nay chính quyền liên bang vẫn chưa có kế hoạch cấm hoặc là hạn chế việc lắp đặt các thiết bị của hai công ty này, như là Anh và Mỹ đã làm, Song tổng giám đốc cơ quan tình báo nước này là Mike Burgess cho biết, không có vấn đề gì với công nghệ mà là việc thu thập dữ liệu, dữ liệu sẽ được gửi đi đâu và được sử dụng như thế nào là những vấn đề khiến tôi và cơ quan rất lo ngại. Chatbot của Google trả lời sai ngay trong ngày ra mắt. Chatbot Bar đã trả lời sai một câu hỏi kiến thức ngay trong giai đoạn giới thiệu của CEO Sundar Pichai góp phần khiến Google mất 100 tỷ đô la Mỹ giá trị. Trên blog của Google ngày 6 tháng 2, CEO Sundar Pichai lần đầu giới thiệu đến công chúng về Bar. Đây là chatbot trong giai đoạn thử nghiệm, được cho là dùng để cạnh tranh với chat GPT từ OpenAI. Được giới thiệu là mang đến những phản hồi mới, chất lượng cao. Công cụ Bar lại bị phát hiện đưa ra câu trả lời không chính xác ngay trong lần xuất hiện sự việc diễn ra trong bối cảnh có những lo ngại sự phổ biến của các AI như là ChatGPT có thể dẫn đến việc lan truyền thông tin sai lệch do phần lớn AI ngôn ngữ chưa thể phân biệt được tính đúng hay sai. Trong thông báo ra mắt công cụ tìm kiếm Bing, tích hợp AI tương tự như là GPT, Microsoft cũng nhấn mạnh AI có thể xảy ra bất ngờ và sai sót. Google được cho là đã lường trước về vấn đề này nhưng vì sự phổ biến quá nhanh của ChatGPT nên hãng phải hé lộ sớm về BAR. Các chatbot như là ChatGPT hay là BAR đều được đào tạo từ các nguồn dữ liệu có sẵn. Trong đó, một trong những nguồn được dùng để chạy ChatGPT là Wikipedia. Google chưa nói cách phần mềm được đào tạo như thế nào, tuy nhiên nhiều chuyên gia dự đoán hãng này có thể cũng dùng một số nguồn dữ liệu tương tự với đối thủ. thưa quý vị, vấn đề quan tâm trong bản tin hôm nay đó là rác thải nhựa Bắc Cực có nguồn gốc từ khắp nơi trên thế giới. Đó là kết quả nghiên cứu do Viện Alfred Wegener của Đức thuộc Trung tâm Nghiên cứu Biển và Cực Helmholtz công bố ngày 7 tháng 2. Theo nghiên cứu trên, có tới 1 phần 3 số rác thải nhựa vẫn còn các dấu hiệu hoặc là nhãn mát đến từ châu Âu, trong đó rác thải từ Đức chiếm 8%. Chuyên gia Melanie Berman thuộc Viện trên cho biết, kết quả của chúng tôi nhấn mạnh rằng ngay cả các quốc gia công nghiệp phát triển thịnh vượng có khả năng quản lý rác thải tốt hơn là những quốc gia khác, cũng góp phần đáng kể vào sự ô nhiễm của các hệ sinh thái xa xôi như là Bắc Cực. Trong nghiên cứu trên, khách du lịch từ Đức đã phối hợp với các nhà điều hành tour du lịch Bắc Cực thu gom rác dạt vào bờ biển của quần đảo Sabar của Na Uy. Từ năm 2016 đến năm 2021, đã có khoảng 23.000 món đồ là rác thải với tổng lượng là 1.620 kg đã được vớt lên. Theo các nhà khoa học, có khoảng 5% số rác thải nhựa được tìm thấy ở Bắc Cực có nguồn gốc từ những địa điểm cách xa nơi này như là Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc và Brazil. Viện Alfred Wegener nêu rõ, các mảnh vụn từ nhựa là vấn đề toàn cầu mà ngay cả vùng hoang dã không có người ở cũng không tránh khỏi. Nghiên cứu cho thấy món đồ cổ nhất được tìm thấy tại Bắc Cực trong thời gian trên là một mảnh chai nhựa từ Na Uy, được sản xuất vào những năm 1960. Trong khi món đồ hiện đại nhất là một chiếc giày từ Đức được sản xuất trong khoảng năm 2012 đến 2013. Các chuyên gia cho biết, các mảnh nhựa vụn và hạt vi nhựa được đưa tới Bắc Băng Dương từ Đại Tây Dương, Biển Bắc và Bắc Thái Bình Dương thông qua những dòng sông và hải lưu. Theo ước tính của Liên Hiệp Quốc, đến năm 2050, lượng nhựa ở biển có thể nhiều hơn cả cá. Liên Hiệp Quốc hiện đang nỗ lực đàm phán một thỏa thuận ràng buộc toàn cầu để kiểm soát ô nhiễm nhựa. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres cho biết, hóa chất động hại và hàng triệu tấn rác thải nhựa đang tràn vào các hệ sinh thái ven biển, giết chết hoặc là làm bị thương cá, rùa biển, chim biển và động vật có vú ở biển, xâm nhập vào chuỗi thức ăn, và chúng ta là điểm tiêu thụ cuối cùng. Đến đây những thông tin của Culture Channel xin phép được dừng lại. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin quý vị đừng quên nhấn nút đăng ký, chia sẻ video và để lại bình luận phía bên dưới video để ủng hộ cho kênh và nhận được những thông tin cập nhật nhanh mới nhất về tình hình Canada và thế giới. Xin kính chúc quý vị một ngày mới an lành. Hoàng Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.